Đời danh ca Envit Phương bị cha đánh đập vì mê hát và bệnh thập tử nhất sinh. Danh ca En Vít Phương sinh ra trong gia đình truyền thống tri thức, cha là giáo viên tiếng Pháp, được học tập tại trường Pháp từ nhỏ. Nam ca sĩ sớm tiếp xúc với âm nhạc ngoại quốc và khơi dậy niềm yêu thích ca hát từ thời niên thiếu, đặc biệt là thể loại rock. Sau 60 năm hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ, ông đóng góp cho nhạc Việt không ít nhạc phẩm đình đám như Yêu Em, Biết Thú Trên Lưng Ngựa Hoang, 10 Năm Yêu Em. Trò chuyện cùng MC Thúy Nga tại gõ cửa thăm nhà, danh ca En Vít Phương có dịp trải lòng về những khởi đầu khó khăn khi bước chân vào con đường nghệ thuật tiết lộ cuộc sống hôn nhân 40 năm ngọt ngào như thuở ban đầu khiến khán giả ngưỡng mộ. Tại chương trình danh ca Elvis Phương xúc động kể lại tuổi thơ đam mê âm nhạc, hâm mộ ông hoàng nhạc rock Elvis Presley đến nỗi lấy nghệ danh dựa trên tên gọi của thần tượng. Dù có tiềm năng ca hát nhưng nam nghệ sĩ không nhận được sự ủng hộ từ cha ruột. Ông bị ngăn cấm dữ dội đến mức phải cuốn gói ra khỏi nhà khi chỉ mới 16 tuổi. Ba tôi là người phản kháng đầu tiên. Đến lúc tôi lấy bằng tú tài thì ba nói sẽ lo đầy đủ giấy tờ kiếm trường để tôi đi Pháp du học. Tôi mới xin ba cho đi Vũng Tàu để có thời gian suy nghĩ. Khi ba về cứ nghĩ tôi sẽ đồng ý chuẩn bị đồ đạc đi ngay trong tuần tới. Lúc này tôi nói với ba nguyện vọng ở lại Việt Nam để trở thành ca sĩ, không muốn đi học nữa. Vừa nói xong ba tát tôi hai cái, té lăn xuống đất. Ba nói nhà này không chứa ai làm nghề ca hát, muốn làm ca sĩ thì gom góp quần áo ra khỏi nhà ngay hôm nay, đừng ở trong nhà này nữa. Tôi về phòng thấy chữ, hình, đĩa em viết Bradley, máy hát bị dập nát mà chảy nước mắt, ôm mấy bộ đồ bỏ đi. Mãi đến một hai năm sau đó, sau một lần đi hát về không hiểu sao thấy mẹ ngồi đợi ở trong và nói ba nhớ tôi thế là về nhà năm danh ca rơi nước mắt kể lại với giọng ca trầm ấm truyền cảm em viết phương được nhạc sĩ lê hữu hà phát hiện ra tài năng và mời thu âm ca khúc yêu em từ dạo ấy ông nhận lời gia nhập vào ban nhạc phượng hoàng khuấy động dòng nhạc trẻ tại sài gòn lúc bấy giờ và đạt đến đỉnh cao sự nghiệp con đường âm nhạc ngày càng rộng mở danh ca em viết phương có cơ hội đi diễn và tiếp xúc với nhiều bóng hồng trong giới giải trí dù vậy sự ngây thơ hồn nhiên và giản dị của bà phan lệ hoa khiến ông rung động ngay từ lần gặp đầu tiên ăn bát cháo khét vẫn khen ngợi hết lời. Nhắc đến kỷ niệm không bao giờ quên, Anh Viết Phương nghĩ ngay đến lần thập tử nhất sinh cùng sự đồng hành của vợ hiền. Nếu năm đó tôi mổ tim mà không có lệ hoa bên cạnh thì chắc tôi qua đời lâu rồi. Tôi đi hát bên pháp, đường đi đến sân bay rất dài. Tôi cứ đi một chút thì phải đứng lại vì đau ngực quá không chịu nổi. Về tới nơi thì hoa bảo tôi đi khám, thì bác sĩ phát hiện đường dẫn máu lên tim bị nghẹt 98%, nghĩa là tôi có thể chết bất đắc kỳ tử, phải nhập viện mổ gấp. Chia sẻ với MC Thúy Nga dù chung sống hơn 40 năm nhưng vợ chồng nam nghệ sĩ rất lãng mạn, không to tiếng với nhau bao giờ. Lắng nghe chuyện nghề chuyện tình cảm động của hai người, MC Thúy Nga không khỏi cảm thán về mối lương duyên hiếm có khó tìm. Thời buổi bây giờ người ta rất là sợ câu quá nhanh quá nguy hiểm, nhưng mối tình của anh Elvis Phương với chị Hoa như sự sắp đặt của tiền kiếp vậy, quá nhanh nhưng không hề nguy hiểm mà kéo dài đến hơn 40 năm. Cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Elvis Phương hơn 50 năm trên sân khấu. Elvis Phương là một ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam với hơn 50 năm trong nghề ca hát. Ông góp mặt trong nhiều buổi biểu diễn và thu âm rất nhiều album thành công. Sự nghiệp của ông bắt đầu từ những năm 1960 và nhanh chóng trở thành ngôi sao đình đám. Elvis Phương không chỉ là một ca sĩ xuất sắc mà còn là một nhạc sĩ và giám đốc sáng tạo. Ông gây ấn tượng mạnh với khán giả qua giọng hát truyền cảm và những bài hát nổi tiếng như Chuyện tình Lan và Điệp và Lời tình viết không đúng lúc. Trong sân khấu âm nhạc Việt thế kỷ 20, Elvis Phương là một trong những nam ca sĩ hiếm hoi có chất giọng tốt, phù hợp với nhiều dòng nhạc khác nhau. Suốt hơn 50 năm đứng trên sân khấu, Evit Phương luôn là cái tên được yêu mến bởi giọng hát nam tính tròn đầy sắc nét. Một thời khuấy động phong trào nhạc trẻ đầu tiên của Sài Gòn thập niên 60-70, với hình ảnh sôi nổi luôn cháy hết mình trên sân khấu. Ca sĩ Evit Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh năm 1945 tại Bình Dương, trong một gia đình trí thức Tây học khá giả. Cha mẹ ông là người gốc Hà Tĩnh, nhưng chuyển đến sinh sống tại Bình Dương từ thập niên 40. Cha ông là kiến trúc sư và giáo sư dạy tiếng Pháp. Evit Phương là con trai trưởng trong gia đình với 8 người em gái trong đó có ca sĩ Kiều Nga và một em trai. Từ lúc 5 tuổi, ông đã học mẫu giáo ở trường Pháp, Aurora. Do đó, ông có sự tiếp xúc khá sớm với âm nhạc phương Tây. Ông theo học Pháp văn cho đến tận lúc thi đậu tú tài loại giỏi. Thổi nhỏ thường nghe nhạc Pháp trong trường và âm nhạc thấm dần trong con người ông. Thổi nhỏ, ông học chung với Thanh Nga, sau này trở thành nữ hoàng sân khấu. Mỗi khi có văn nghệ cuối năm, phía bên nam có E Vít Phương, bên nữ có Thanh Nga cùng tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường. Evis Phương có màn biểu diễn trong mắt công chúng lần đầu năm 62 khi ông vừa tròn 17 tuổi tại trường dòng Rerina Paris. Trong giai đoạn đầu hoạt động âm nhạc, Evis Phương đi hát với tinh thật Ngọc Phương, chủ yếu hát nhạc ngoại quốc trong các ban nhạc trẻ Sài Gòn. Thổi nhỏ khi cậu học trò Phạm Ngọc Phương tham gia văn nghệ, gia đình không ngăn cấm vì nghĩ đó là sở thích. Tuy nhiên đến năm 18 tuổi, vì Evis Phương quá mê ca hát nên cha ông tìm cách kéo ra khỏi con đường đó bằng cách sắp xếp đưa ông đi pháp du học. Vì chọn tiếp tục theo đuổi âm nhạc, e. Viết Phương từ chối và bị cha đuổi khỏi nhà, với hy vọng rằng người con trai thấy khó khăn và từ bỏ đam mê quay về nhà. Tuy nhiên, chấp nhận rời khỏi gia đình, e. Viết Phương quyết tâm theo đuổi đam mê. Ông dọn đến ở nhờ nhà một người bạn thân là nghệ sĩ saxophone Thanh Tòng, chơi cùng trong ban nhạc Rocking Star. Lúc đó chưa có tên tuổi, hàng đêm ông đến các phòng trà và nightclub thật sớm để ngồi chờ. Khi nào ca sĩ chính đến muộn thì xin vào hát thế. Vì chỉ hát lót để lấy kinh nghiệm nên thường không có thù lao hoặc rất ít đi hát như vậy hơn một năm, các chủ phòng trà thấy viết Phương có giọng hát tốt và được khán giả khen, thì bắt đầu mời đi hát chính thức. Lúc đó ông chỉ hát nhạc nước ngoài với tên Ngọc Phương, có ngoại hình giống giọng ca Mỹ lần lẫy lúc đó Evit Bradley, vua nhạc rock and roll với mái tóc bass để dài, gương mặt điển trai, nên một người bạn đề nghị Ngọc Phương đổi sang dùng nghệ danh viết Phương. Sau này thời gian có quy định nghệ sĩ Việt không được lấy tên nước ngoài, nên Evis Phương cũng có tên khác là Thanh Phương. Thời gian sau này Evis Phương chuyển sang hát nhạc Việt và nổi tiếng với nhiều thể loại từ nhạc trẻ, chữ tình, tiền chiến. Và ca khúc đầu tiên Evit Phương hát tiếng Việt là bài nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương là Nửa đêm ngoài phố. Ông kể lại rằng trong một lần lên hát ngậu hứng, bên dưới khán giả lớn tuổi đề nghị hát nhạc Việt, ông nhớ lại hồi nhỏ mẹ thường mở băng thanh thúy có bài nổi tiếng Nửa đêm ngoài phố nên chọn hát. Đoạn đầu ông hát nhẹ nhàng, đến giữa ông đề nghị ban nhạc đổi từ bolero sang rock để hát một cách ngậu hứng. Không ngờ sự biến tấu táo bạo đó được khán giả vỗ tay và hưởng ứng nhiệt tình. Sự nghiệp của Elvis Phương lên đỉnh cao và gây tiếng vang lớn nhất phải kể đến thời gian hát trong ban nhạc Phượng Hoàng. Suốt thập niên 60, tất cả các ban nhạc trẻ tại Việt Nam đều hát nhạc nước ngoài hoặc hát nhạc ngoại lời Việt. Suốt thập niên 70, xuất hiện ban nhạc Phượng Hoàng chỉ hát nhạc Việt của chính hai ca sĩ trong ban sáng tác, đó là Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Can. Elvis Phương kể lại, một hôm đến hát ở Queen Bee, ông thấy có một người đứng nhìn mình có vẻ ngập ngừng, một lúc sau người đó lấy hết can đảm đến bắt chuyện, từ giới thiệu là nhạc sĩ Lê Hữu Hà và đưa ca khúc mới vừa sáng tác mang tên Yêu Em và nhờ Evis Phương hát. Bài hát được nhạc sĩ viết tặng cho người bạn gái, yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét hờn. Evis Phương đã đồng ý, nhận lời hát và thu âm. Thời gian sau đó, khi yêu em đã thành bài hit, nhạc sĩ Lê Hữu Hà đến gặp Evis Phương nói lời cảm ơn, tiết lộ rằng chính nhờ bài hát này mà nhạc sĩ nên duyên vợ chồng với người bạn gái. Lúc này Lê Hữu Hòa ngỏ lời mời Evis Phương tham gia vào ban Phượng Hoàng để thay thế cho ca sĩ Duy Quang trước đó chỉ tham gia một thời gian ngắn đã trời bàn. Đây cũng là thời điểm đánh dấu được mốc son chói lọi trong sự nghiệp âm nhạc trực trở của Viết Phương. Ca sĩ Viết Phương kết hôn hai lần, người vợ đầu tiên quê ở Đà Lạt, mất trong tai nạn giao thông năm 70. Nhiều năm sau khi định cư ở Hoa Kỳ, ông kết hôn với người vợ hiện tại Phan Lệ Hoa. Tại Mỹ, Viết Phương gặp gỡ, làm quen với Phan Lệ Hoa, là một nữ doanh nhân nổi tiếng lúc bấy giờ và là một người ái mộ tiếng hát của nam ca sĩ. Họ gặp nhau và phải lòng nhau. Đến năm 1982, cả hai quyết định kết hôn về chung một nhà. Ca sĩ Avid Phương từng trải qua bệnh tim nặng, thập tử nhất sinh nhưng vượt qua nhờ vợ luôn kề bên chăm sóc, động viên tinh thần và nhắc nam danh ca uống thuốc đúng giờ. Đến cuối năm 1998, sau khi mổ tim, hai vợ chồng Avid Phương quyết định trở về Việt Nam sinh sống, tỉnh dưỡng và tập luyện để có thể quay lại ca hát. Avid Phương có bốn người con, tất cả đều đang sống ở Mỹ, đều hát hay nhưng không theo nghiệp cầm ca. Dù luyến tiếc nhưng ông tôn trọng sự lựa chọn và động viên các con thành công với công việc của mình. Hiện vợ chồng ca sĩ Avid Phương sống bình yên, hạnh phúc ở quận 12 mà họ mua từ năm 2000. Ngôi nhà nằm tiếp giáp với tỉnh Bình Dương, nơi cậu bé Evict Phương ngày xưa chào đời. Là người yêu truyền thống văn hóa Việt, hai vợ chồng ông năm nào cũng ăn Tết tại Việt Nam với đầy đủ dư vị cổ truyền. Ngoài thời gian đi hát, hàng ngày Evict Phương dành 2 tiếng đồng hồ buổi sáng để đạp xe đạp, tập thể dục cùng vợ, chiều hai vợ chồng trồng hoa, chăm sóc cây trái. Họ duy trì thói quen lãng mạn suốt hàng chục năm qua. Nghệ sĩ Evict Phương khẳng định, cả cuộc đời ông gắn bó với âm nhạc. Nếu sau này không ai mời ông đi hát, ông sẽ hát cho vợ nghe để thỏa niềm đam mê ông thường nói rằng chung thủy với vợ son sắc với âm nhạc và người nghệ sĩ ấy đang hạnh phúc được hát được sống bên người mình yêu thương